Sân vào lúc này, chúng ta đã chờ đợi đó trong suốt những ngày vừa qua với sự háo hức, với tất cả những gì mà người ta có thể kỳ vọng vào mùa cúi đầu đỉnh cao của những số 9 và số 10 tốt nhất của bóng đá thế giới vào lúc này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi xem những gì sẽ diễn ra phía trước. Chắc chắn là nó sẽ rất hấp dẫn. Đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 trận đấu này, đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn, và họ ra sân trong bộ trang phục quen thuộc của mình. Đây là một thế trận mà họ chỉ cần chơi thực sự khôn khéo là có thể giành 3 điểm cách dễ dàng, thậm chí là ghi được nhiều bàn vào lưới đối phương. Rồi dứt điểm. Không được. Lựa chọn an toàn. Pha xử lý bóng tốt. Bóng tiếp tục lại hướng sang hành lang trái. Hoàn toàn có thể chuyền bóng, nhưng anh không làm điều đó. Đó là một sự ích kỷ cần có của một cầu thủ tấn công, nhưng không phải lúc nào cũng nên ích kỷ như vậy. Tất cả mọi thứ đã làm quá tốt, nhưng ngoại trừ tình huống dứt điểm cuối cùng. Thêm một pha truy cản chính xác. Cánh phải đang rất trống trải. Một trong những nguyên tắc cơ bản của cách vận hành lối chơi Sarabia đó là việc các hậu vệ biên dâng lên đều cùng với các tiền vệ. Họ cần phải đảm bảo được cự ly đội hình một cách hợp lý và luôn tìm thấy nhau ở những khoảng trống khi bắt đầu chuyền bóng. Đường chuyền bị cắt ở giữa sân. Không thành công. Pha bắt bài chính xác và khôn ngoan. Khá hợp lý. Dứt điểm. Không được. Vẫn là một quả đưa bóng đi chệch ra khỏi cột dọc. Đã có rất nhiều những tình huống theo kiểu như thế này được tạo ra. Điếc. Bóng tiếp tục lại hướng sang hành lang trái. Lại tạt. Đã không chế được bóng. Hai.
đi bóng rất khó chịu. Đường chuyền quá hay, đường chuyền bóng tương đối chân phương. Alexander Arnold, Mohamed Salah vẫn còn tốc độ rất tốt, che bóng khá khôn khéo, nỗ lực đáng khen ngợi ở tình huống vừa rồi. Đi bóng rất hay. Dứt điểm. Không được. Mohamed Salah. Salah. Những sự ủ rũ cần phải được sống dậy bởi tinh thần vào lúc này. Không thể chơi ủ rũ như thế này và mong chờ có được bàn thắng. Lại chậm mất rồi. Lỗi rồi. Thân mến, sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với phần bình luận giữa trận đấu của chúng tôi. Chúng ta sẽ chờ đợi vài vai xem trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế nào. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số là 0-0. Chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp 2 hấp dẫn giống như những gì mà những khán giả đã được theo dõi ở 45 phút đầu tiên, và thậm chí là còn chờ đợi vào nhiều điều hơn thế nữa. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên đã nói một điều rất hay, đó đây sẽ là một trận đấu giữa hai đội giành lấy những quả bóng. Ai giành được nhiều bóng hơn thì đội bóng đó sẽ tạo ra được nhiều cơ hội và khiến cho đối thủ của mình khó khăn. Đường chuyền tuyệt vời. Đó là một pha chuyền bóng với nhãn quan xuất sắc. Tỷ số được mở 1-0. Chúng ta cùng xem lại kỹ năng dứt điểm cực hay. Bàn thắng này đến một cách rất đơn giản. Đơn giản như cách anh bước vào lưới nhặt bóng vậy. Bởi vì không có cơ hội để đổ người, anh có nhìn thấy bóng đâu. Jota phải trưởng rất hay. Alexander Arnold, Mo Salah, Diaz. Lựa chọn an toàn. Quả tạt tuyệt vời. Vừa rồi là một cú đá để giải tỏa. Có lẽ là như vậy. Trong một hiệp đấu mà anh không tạo ra được bất cứ điều gì.
Pha xử lý bóng tốt. Không được. Giữ bóng rất khôn khéo. Không thành công. Virgin van Dijk. Luis Diaz. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Rất khỏe. Khá nguy hiểm. Đường chuyền bị cắt ở giữa chừng. Luis Diaz. Pha chạy chắn bóng ấn tượng. Đường chuyền. Không được. Đây là tình huống mà anh đã dứt điểm mà không cần nhiều đà. Đó chính là điều tạo ra sự bất ngờ dành cho tuyến tiền vệ của các cầu thủ ở pha bóng này. Không được. Cả hai huấn luyện viên đều đang đứng sát đường biên để đưa ra những chỉ đạo quan trọng vào thời điểm này, những thời khắc rất quan trọng của trận đấu. Một tình huống giải vây. Không thành công. Và bắt bài chính xác và khôn ngoan. Không được. Điếc. Xử lý rất hay. Alexander Hagel. Pha phản công rất lợi hại. Lại thêm một pha dứt điểm từ xa. Chậm mất rồi. Một cách phòng ngự thực sự là khiến cho những người xung quanh anh cảm thấy an tâm và có thể được tiếp thêm sức mạnh. Quả tạt rất ấn tượng. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi phần bình luận trận đấu của chúng tôi, và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.